Ok, hello các bạn đã đến với video. Trời, mình tính đi ra mình video cái cây của đầu bếp chở mọi người. Mà trời, hôm nay trời nắng quá mọi người ơi. Trời nắng tới kiểu thì ok, bây giờ mình sẽ review nha mọi người. Thì mọi người thấy mình review hay thì mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Nắng quá mình sẽ đi vô trong đây luôn rồi. Lấy cái nệm mình che mới được. Ok, bây giờ mình đã có cái nệm để mình che mọi người. Chứ nắng quá, đây mọi người. Đối với mình trồng cây như hồi mà cái video trước đó mình kéo qua mọi người. Thì cái video trước đó mọi người, video trước á, ấy trời má khát nẻm ấy. Thì cái video trước đó mọi người, thì cái độ ấp nó chưa lớn mọi người. Thì mọi người thấy video mình hay thì mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây, bây giờ độ ấp đã lớn nha mọi người. Trời, cái trái này khoảng mấy tấn đó mọi người ơi. Thấy mọi người, trời, cái trái vừa bự cái này nè mọi người. Mình mới thấy đầu bếp chở mình trồng đậu bắp mà cái cây mà cái trái nó bự cái này nè mọi người. Trời ơi trời, còn cái trái này nè mọi người, trời ơi bự cái này nè mọi người nè. Cái này khoảng mấy tấn hả mọi người. Thì cái này là đầu bếp mình trồng cây bưởi nha mọi người. Đây, này là cây ớt. Trời, đầu bếp chở mình trồng để thu hoạch mấy ngàn tấn hecta mọi người. Đây là cây này cao khoảng mét năm mấy mọi người. Rồi cao lắm. Đây là mấy mẫu meta đó các mọi người. Đấy mấy mẫu á. Đấy. Cái này là có mới có cái này là 5 mẫu nha mọi người. Còn ở đây là 6 mẫu nha. Đấy, trồng đất nha mọi người. Trời ơi, cây này là cây bồ đề nha mọi người. Còn này là cây chị ho nha mọi người. Trời ơi, cây này là cỡ 7 mét mấy mọi người. Đây là cây ăn quả nha mọi người. Cái này là 6 mẫu người, cái này là tổng cộng trong đây là 7 hecta công đất nha mọi người. 7.000 hecta công đất nha. Còn cái cốc thì ở chỗ mình thu hoạch xong, bây giờ nó trái để bán nè mọi người. Đây là có bông nha mọi người, đây có trái nữa mọi người. Trái nhỏ tí nhóc luôn. Đây mọi người. Cái này là hình như là mấy hecta công đất á, là ở chỗ mình trồng có cây rồi mọi người. Đây. Trời, cái cốc rồi mọi người. Cốc này là đẹp. Cây cốc này nó ỉa mọi người ơi, nó có cái gì trắng trắng này hình như là cái gì á mọi người. Như cây cốc này nó có đường mọi người ơi.